xuống từ lớp 1 và lớp 4 nói về dinh việc đánh quân Tàu. Bây giờ mời anh Phúc. Dạ, dinh việc đánh quân Tàu. Bỏ chất tập đủ thứ hơn. Thế là bây giờ là bạn Phúc đợt lớp 1. Hai đứa này dân quân rất là thích. Bởi vì thấy nhớ gì dân quân viết ta bắt đầu ô. Dạ, đúng là bây giờ lên chương trình ca bắt đầu nha. Các bạn ơi, nước Việt Nam ra từ khi lập quốc đã không may lập cảnh nước láng giềng, dù là vào nước Nam Giang vẫn ra kinh đi gọi nơi đất tàu có đủ lắm trẻ lớn đến khi nước ta không biết bao nhiêu lần cảnh cùng chống chống lên lại dây dựng chung cùng các nhà trường cày lúa.
để thầm tay mỗi cái thời gian chúng ta phải phát huy bảo tồn. Sửa văn đi nha. Chứa đi. Nghiên cứu đi. Nghiên cứu. Cảm ơn vậy. Cảm ơn chị Quỳnh Mai Hoa. Hôm nay là coi như là ca những cái bài của chị sáng tác không. Bây giờ nói về nước Mỹ nha. Chị nói về nước Mỹ mình như thế nào. Có thể là một hai tuần nữa chị sẽ gửi lên tuấn xong và bài chị đáng sẽ hát nữa. Ủa gửi nữa hả cho? Hả? Biết mình có như thời sự mà. Bây giờ mình là chiến tranh thời sự gì do soạn cả nhà viết luôn. Viết theo cái kiểu bầu xương nhưng mà đấy mình đã bên nước Việt Nam mình nói là chuyện trong nhà ngoài phố vậy đó, dạ. Nhà này chuyện nước chuyện non, dạ. Chuyện tình với nhau. Thời sự bao giờ nói chuyện tình dân chung độc đáng nha. Thật sự thì mình không tin đâu mấy ông, còn là bản tin mặt lời ca. Thì đấy, em có gợi ý cho chị Quỳnh Mai qua viết những cái công lao của cha mẹ đưa con qua đây, rồi bỏ vào nursing home, rồi có thời gian không có thời gian đi thăm, hay là đưa ra phúc lộc thọ rồi không có thời gian để trở về. Chị viết nghiên cứu về cái coi như là bên Mỹ mình, những Việt Nam mình cư ở đây, thì có những đứa nó làm ăn có thể là nó bị vì cái công chuyện nó nhiều quá, nó quên cái trách nhiệm của cha mẹ, thành ra và sự chăm sóc. Thì em có nói chị Quỳnh Mai Hoa viết về cái cuộc sống của bên mình, thì mình tức là chị Hoa thì chị nói em cứ gợi ý thì chị biết, chị đọc bút chị biết được. Thật sự thì con không phải bất hiếu, không phải là con không phải vì lo công việc nhiều quá, thành ra không có thời gian chăm sóc hơn. Nhưng mà các em đang cũng thấy nhiều chị vì cha mẹ bận rộn lo lắng cho con cái nhiều quá, rồi khi mà thì mà ở chung với nhau rồi có những cái đinh không dám đóng, có những cái buổi nấu ăn không dám nấu, sợ tuổi thân, tuổi thân. Thân. Thì cái đó mình gửi ra mình ý trong cái chương trình Cậu Nhà Phương Nam này sẽ ca lên những cái nỗi niềm của người Việt mình đây. Nhưng mà tôi nói tôi dâu trong đáng nghe cô Quỳnh Mai Hoa đó, cô cũng hiểu trong cái bài của Nhà Phương Nam mình có dạng ban nhạc có hai cây rồi của Hút và Nam Đờn. Tôi cũng thích lắm. Dạ, thích bản này sống đậm quá. Trần Nam. Dạ, thay vì bài ca hai bài thôi. Bởi vì mình nói cậu Trần Nam phải nhắc chứ. Cậu Trần Nam nhắc chứ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ thì chuẩn bị chưa? Chuẩn bị xong cái màn này. Trong cái này là tới màn triều đình của Tuồng Cải Lương bên cầu Dịch Lụa. Và bây giờ thì xin quý khán giả những chuyện đại chương trình.